Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Bây giờ mình đang ở lữ quán Kearney này các bạn. Nếu mà các bạn đến vườn quốc gia Cát Tiên, khi mà các bạn quẹo trái và đi khoảng tầm hơn 10 km thì các bạn sẽ đến lữ quán Kearney. Đây là một cái địa điểm mà động vật hoang dã sống ở xung quanh rất là nhiều, và đây là một cái vị trí mà mình đánh giá rất là cao khi mà đến vườn quốc gia Cát Tiên. Khi các bạn đi soi thú ban đêm, các bạn sẽ được đi đến lữ quán Kearney và quay lại. Thì đây là cái tuyến để mà soi thú vào ban đêm của vườn quốc gia Cát Tiên đó các bạn. Thì ở đây có một cái cây Kearney rất là lớn, hay còn gọi là cây cầy. Thì đây là cái điểm nhấn của cái địa điểm này. Bên trái cây Kearney thì sẽ là trạm kiểm lâm, các anh kiểm lâm sẽ ở đây và các bạn có thể đăng ký tour ở đây để mà có các hoạt động trải nghiệm ở đây. Và bây giờ mình sẽ chờ cho đến khi trời tối để bắt đầu tìm các loại động vật hoang dã nha các bạn. Bây giờ trời đã tối rồi này các bạn. Bây giờ mình đang đạp xe và mình vừa mới đón một cái cơn mưa rất là mát. Nhưng mà hôm nay mưa rất là trễ nên mình hy vọng là cái thời tiết này sẽ đủ thời gian để cho các loài bò sát lưỡng cư ra. Vì nếu mà mưa sớm, mưa buổi chiều 3-4 giờ đó thì rất là lý tưởng để mà soi rắn bò sát lưỡng cư luôn. Nhưng mà bây giờ mưa khoảng 6-7 giờ thì nó sẽ rất là ý. Các bạn trồn kìa các bạn, đây là trồn đặc má nha. Khi mà đi ban đêm các bạn sẽ thấy các bạn trồn này hoạt động vào ban đêm. Kìa, các bạn thấy cái ánh mắt đang le lói ở trong bụi không? Bạn ấy sẽ đứng để mà dòm mình từ xa đó. Đấy, mất tiêu rồi. Còn đây là một bạn nai này các bạn. Thường thì đi soi ở vườn quốc gia Cát Tiên, các bạn sẽ thấy rất là nhiều nai. Các bạn nai đứng rất là xa nên là cái thiết bị ghi hình của mình không thể ghi được các cái đoạn phim đẹp được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng di chuyển bằng xe đạp này, đi bộ này, và không tạo ra tiếng động để mà ghi hình các cái bạn nai cho các bạn xem, để có những cái thước phim mà chất lượng cao này, rồi đủ sáng này, thì các bạn sẽ thì mình sẽ phải đầu tư rất là nhiều về thiết bị và thời gian công sức đó mọi người. Vì vậy nếu các bạn thích các nội dung của mình thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nha. Mình đi gần hơn bạn nai rồi này. Các bạn để ý không, bạn nai đang cong đuôi lên. Đây là một cái dấu hiệu khi mà gặp nguy hiểm ấy, các bạn nai sẽ có những cái phản ứng như thế vậy đó. Còn ở phía xa xa kia là hai bạn nai khác. Hai bạn nai này thì có vẻ là đã khá quen với lại cái sự hiện diện của con người ở đây rồi. Vì vậy nên là hai bạn này cũng nhởn nhơ gặm cỏ. Tại vì vừa rồi buổi tối mưa nên là các cái bạn này đang đi ăn rất là thong dong này. Các bạn nhìn thấy không? Nai ở vườn quốc gia Cát Tiên thì rất là mập. Tại vì vườn quốc gia Cát Tiên quy hoạch các cái chẳng cỏ rất là hợp lý. Nên nai vừa có cái không gian để mà nghỉ ngơi này, vừa có không gian để ăn cỏ vào ban đêm và buổi sáng. Còn đây là một bạn hoẵng. Hoẵng thì các bạn biết rồi ha, hoẵng hay còn gọi là mện hay còn gọi là đỏ đó. Thì loài này là loài thú móng guốc và có răng nanh. Đây là một cái loài rất là đặc biệt. Trọng lượng trưởng thành khoảng tầm 20 cho đến 25 kg. Thì tại vì có một cái màu lông rất là đậm, rất là đỏ này, nên tên của bạn này là con đỏ. Ở các cái vùng Bình Thuận, Ninh Thuận thì sẽ gọi như vậy. Còn tên phổ thông của bạn này là hoẵng ha. Bạn ấy đang định qua đường nhưng mà do có sự hiện diện của mình nên bạn ấy đã quyết định không qua đường nữa và bạn ấy quay lại. Tại vì cái mức độ tín nhiệm của mình đó với bạn đó chưa có cao, vì mình tiếp xúc khá gần. Y cho các bạn xem này, đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đối với mình nhé. Bình thường mình làm các nội dung về nhím thì các bạn đã xem rồi đó. Còn đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nhím ở trong môi trường tự nhiên. Thực ra đây là cái bầy nhím thứ hai mình tìm thấy. Nhưng mà cái bầy nhím đầu tiên thì rất là nhanh nên mình không thể nào mà mình ghi hình kịp. Mình rất là tiếc, và khi mà đến cái đoạn này này, mình ghi hình được ba bạn nhím này, một gia đình nhà nhím, mình rất là vui luôn. Lúc đó mình rất là hứng thú. Và các bạn biết không, nhím thì đã đi đào và ăn các cái củ, các cái rễ cây cỏ tranh đó. Đó là cái thức ăn chính của nhím. Còn phía bên kia lại là một bạn nai nữa. Nhưng mà bạn ấy đang lo lắng, bạn đang sợ nên bạn ấy chạy rồi. Bạn ấy chạy về phía của mẹ bạn ấy kìa các bạn. Thì các bạn biết rồi, nơi an toàn nhất là mẹ đúng không? Vì vậy nên là các cái bạn nai nhỏ này khi mà gặp nguy hiểm thì sẽ chạy ngay về phía mẹ của mình và chạy về phía đàn của mình. Mình đi di chuyển thêm khoảng tầm 5 cây số nữa thì mình nhìn thấy một bạn nai rất là to. Bạn này thì đứng ở ngay bên cạnh đường luôn. Cái khoảng cách của mình với bạn ấy chỉ khoảng tầm 20 cho đến 25 mét thôi.
Thì các bạn biết là cái khoảng cách này nó rất là gần luôn á. Bạn này là một bạn nai đực rất là lớn, và đây là một con nai đẹp hoàn hảo về sừng này, về mặt này, về da, về lông, về cấu trúc cơ trên cơ thể. Đây là một bạn đực rất là khỏe mạnh luôn. Các bạn thấy bạn này có một cái cặp sừng rất là to và cân đối không? Sừng mọc sang hai bên này. Các bạn thấy bạn nai đang chững lại rồi đúng không? Tại vì bạn ấy thấy cái sự hiện diện của mình đó. Khi mà đi soi thú ban đêm ấy, các bạn sẽ thấy mắt của các loài động vật sẽ phản quang với đèn. Vì vậy nên là mặc dù khi mà đứng rất là xa, nhưng mà khi mà các bạn soi đèn thì các bạn vẫn nhìn thấy mắt của các cái loài thú thú lớn. Khi mà thú càng lớn thì mắt lại càng phản quang mạnh hơn. Còn đây là cái tuyến xạ của nai này các bạn. Mình không biết tại sao nha, nhưng mà nai ở trong rừng đấy, kể cả nai cái và nai đực đều có cái tuyến xạ này luôn. Còn đối với nai ở nhà ấy, thì thường sẽ không thấy cái tuyến xạ này. Mình để ý thấy vậy. Còn có thể là mình nhớ sai, nhưng mà đa số các bạn nai ở trong rừng ấy, thì đều có tuyến xạ. Còn nai ở nhà thì mình không thấy. Các bạn thấy không, bây giờ đang là cuối mùa mưa và bạn này đang có một cái cặp sừng mới mọc rất là to và khỏe. Bình thường ấy, thì sau một thời gian thì sừng sẽ cứng lại, nhưng mà bây giờ thì bạn đang có một cái cặp sừng rất là nhiều nhựa sống đó, tức là sức sống rất là mãnh liệt. Đây là những con nai đực rất là khỏe mạnh cho mùa sinh sản sắp tới đó các bạn. Còn phía bên này có một bạn nai cái này, tại vì bạn này đứng xa hơn nên là mình không thể nào mà mình quay cái khung hình cho nó đẹp hơn cho các bạn xem được. Nhưng mà các bạn thấy bạn này không có sừng không, và bạn ấy có một cái tuyến xạ ở phía bên trước ngực kìa. Đó, mình dùng một cây đèn siêu sáng để mà soi rất là xa. Ê, đây lại có một bạn hoãng nữa này các bạn. Vì trời mới mưa xong nên là bạn ấy lông bạn ấy đang bị ướt ướt kìa. Bạn ấy đang ăn cỏ non ở trong các cái tràng cỏ. Thì đây là một cái loài thú móng guốc nhỏ và cái thức ăn rất là đa dạng, ăn các cái loại quả cây này, hạt cây này, rồi các cái loại cỏ non. Loài này thì tương đối nhút nhát. Con đực thì có nanh đó các bạn, nanh có thể dài 3 cho đến 4 cm đó. Bạn ấy đi vào rừng mất tiêu rồi. Phía xa xa kia mình lại tìm thấy một bạn nai. Bạn này là một bạn nai cái, y đằng sau có một bạn nai con kìa các bạn. Rất là dễ thương. Các bạn thấy không, khi mà ở trong môi trường tự nhiên á, các cái loài động vật rất là đẹp nha. Đẹp một cách hoàn hảo. Bên này lại có một bạn nai mẹ và nai con nữa này các bạn. Đó, các bạn để ý không? Nai mẹ cũng có tuyến xạ kìa. Mình không biết tại sao nha, nhưng mà thường là như vậy. Còn nai nhà thì không thấy. Thì các bạn vừa mới theo chân mình và anh Khánh để mà tham quan một vòng vườn quốc gia Cát Tiên vào buổi tối này. Thì thường buổi tối thì các bạn sẽ được gặp các cái loại thú ăn thịt và các cái loại thú móng guốc như vậy đó. Tại vì bây giờ bên này đang là con sông nên là nó hơi ồn ha. Thì mình với anh Khánh sẽ cố gắng nói làm sao để cho các bạn có thể nghe rõ nha. Anh Khánh, nếu mà ngoài các loại động vật mà mình vừa mới gặp tối nay đó, thì có thể mình nếu mà đi soi túi đêm ở trong vườn quốc gia Cát Tiên thì mình có thể thấy được các loại nào khác không anh, ngoài các loại mà anh em mình vừa mới mới xem? Nếu mà bình thường, nếu mà xác suất gặp ấy, thì gần như là đa số là đều nai gặp, tour nào cũng xem được hết, tất cả 100% luôn. Nhưng còn một số loài như nếu mà may mắn và tùy theo thời điểm, như thời điểm vừa mưa xong này thì cỏ non rất nhiều thì một số loài sẽ xuất hiện hơn. Mà mình nếu mà đi sớm hơn nữa, đi sớm hơn nữa thì mình sẽ có cơ hội gặp hơn nữa. Như ví dụ như bạn bạn có thể gặp các con bò tót này, gặp thêm heo rừng này, một số loại như cầy vòi hương, cầy vòi hương. Như hôm nay mình gặp đó con cầy hương, nhưng mà có thể gặp con cầy vòi hương nữa. Và một số như là một số con loài như rắn, rắn cặp niên này, rắn cặp nong này, mình cũng có thể gặp. Rắn lục đuôi đỏ. Đó cũng là gặp những toàn con là đó. Những cái loại các loại rắn độc khét tiếng mà Đông Nam Bộ có thì ở vườn quốc gia mình có hết luôn anh ha. Nhưng mà các bạn yên tâm là nếu mà khi mà đi trải nghiệm thiên nhiên vào ban đêm ở vườn quốc gia Cát Tiên á, thì các bạn sẽ được các anh kiểm lâm hoặc là ví dụ như là anh Khánh, các anh đã làm công tác chuyên môn rất lâu rồi nên là các bạn yên tâm về các cái vấn đề an toàn. Vì thông thường ấy, nếu mà xe soi thú đêm thì các bạn sẽ di chuyển bằng xe ô tô, xe xe chuyên dụng.
Còn tại vì mình với anh Khánh muốn cho các bạn xem các cái thước phim chân thực hơn ấy, thì mình với anh Khánh thường là đi xe đạp để cho không gây ra tiếng động vào ban đêm ấy, để cho thú sẽ đứng quan sát được gần hơn. Vì vậy nên là các bạn yên tâm ha, nếu mà các bạn trải nghiệm ở trong vườn quốc gia Cát Tiên thì các bạn đừng có sợ có rắn hoặc là có thú ăn thịt lớn hoặc là đó, những cái loài mà các bạn không có hiểu nhiều về thì các bạn sợ, nhưng mà các bạn yên tâm, ở đây thì các bạn sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thì ví dụ như là như các cái tour lần trước thì em thấy mọi người còn thấy chăn gấm này rồi rắn hổ chúa ban đêm, thì nhưng mà anh em mình tối nay thì anh em mình không có gặp may rồi, hôm nay anh em mình không gặp các cái loại rắn lớn chăn lớn rồi ha. Bởi vì con thú hoang dã mà, đã là hoang dã thì nó ở đây chỗ nào cũng là nhà của nó. Yeah. Thì chẳng qua là mình gặp trên đường đây chỉ là một cái địa điểm nó ghé qua thôi. Yeah, thế như vậy thì có hôm gặp có hôm không, đó là cái chuyện rất bình thường. Yeah. Đấy, nếu mà các bạn mà có trải nghiệm thiên nhiên mà nếu mà không có gặp các loại động vật mà các bạn mong muốn thì các bạn cũng đừng có buồn, đúng không? Tại vì các bạn đi ít thôi chứ không phải là các bạn không có duyên với lại động vật hoang dã đâu. Vậy thì chắc là tối nay đến đây thôi anh ha. Xong rồi sáng mai thì mình sẽ mời anh Khánh và mời mọi người đi ngắm thú vào buổi sáng sớm đi. Tại vì là như lúc tối thì anh Khánh có nói là ngoài cái khung giờ buổi tối ra thì buổi sáng thú cũng hoạt động rất là nhiều. Nên là hy vọng sáng mai thì mình sẽ quay được những cái thước phim đẹp hơn. Tại vì tối nay mình quay bằng đèn thì cái chất lượng nội dung nó cũng chưa được đẹp cho lắm anh ha. Cái sáng buổi sáng mai thì ánh sáng nó đẹp hơn thì có thể mình sẽ quay được. Cũng hy vọng để sẽ gặp được nhiều loài hơn. Tại vì động vật hoang dã, hy vọng thôi. Ok đấy. Các bạn ha. Vậy thì nếu các bạn mà muốn trải nghiệm thiên nhiên ở Cát Tiên ấy, thì các bạn có thể đến trung tâm vườn rồi đăng ký các cái dịch vụ ở đây. Ok vậy ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.